chào bạn giám khảo. Cái này không biết là bụng bầu hay là bụng bia đây. À, em thi liền hay là em có muốn giao lưu cho bớt rung hay là đã tự tin thi rồi? Dạ em muốn giao lưu ạ. À. Em tên gì? Dạ em là Hồ Thị Thanh Tuyền, biệt danh của em là Tuyền Simla. Xinh vậy em sao gọi là Simla? Simla phải là người ngồi kế bên chị chứ. Rất là xinh. Em độ bụng bầu à? Hay là anh nghĩ nó là em độ bụng bia? Dạ bụng gì thì xíu nữa mình biết sao nha chị. À vậy hả? À, em có một yêu cầu nhỏ nhỏ được không ạ? Yêu cầu em có quyền. À, em muốn anh Trấn Thành lại đây ôm em một cái được không ạ? Nghe chưa? Bây giờ Simla ôm nha. Đi nhìn kẻ cái chân dắp té đi. Được rồi anh hết giá trị lợi dụng rồi. Mình về cho. Đúng chưa lắm. Tha bối. Dạ tha bối. Cái này là cái tội nhẹ dạ nè. Dễ dãi. Đó. Đáng quá rồi. Em à, anh nói cho em nghe nha. Anh thì em nhìn anh vậy thôi chứ là không, anh không có dễ dãi đâu. Vì quá là anh hơi bừa bãi thôi. Đây, nói vậy cũng ưa cái bà chị tôi thiệt. Nó hại tôi biết à. Nói chung là trước tiên là cái ấn tượng ban đầu của một người diễn viên là thanh sắc. Dạ. Em rất là có sắc ha. Thi vô trường nghệ thuật á, chị cũng rất là hãnh diện, làm nhục chị hoài. Nhưng mà chị rất là tự tin khi mà thi vô trường nghệ thuật sân khấu là trước. Nhưng mà giờ người thường hay gọi là vô trường nghệ thuật là phải có thanh sắc. Người nào bước vô đó ít nhất là phải được 5 nút trở lên. Chị giờ thôi thấp nhất cũng được 5 nút rồi đúng không? Nhưng hiện giờ trong mắt của chị em đến 7-8 nút là em rất là xinh ha. Có thanh rồi, có cái giọng nói cũng rất là hay, đặc biệt ha. Có thể chế giễu được anh Kính Thành là chị vui rồi. Và bây giờ em đã tự tin để đến cái phần thi của mình chưa? Dạ, bây giờ em đang rất là tự tin ạ. Rồi, bây giờ mời em. Và chúng ta sẽ tiếp thêm cho bạn Tuyền sự tự tin bằng những tràng pháo tay thật to nha. Thời gian dành cho bạn chỉ có 60 giây thôi. Và hãy nhớ rằng nếu như là bạn làm được cho một trong hai vị giám khảo của chúng tôi cười thì bạn sẽ có 2 triệu đồng. 60 giây bắt đầu. Anh Thành. Sao anh rồi? Giấu gì? Có thể nói sao kỳ vậy? Thành công. Đây là kỷ lục. Chơi tiếp chồng hai. Mới có 4 giây chơi thôi. Chơi tiếp chồng hai. Đang có đồ chơi tiếp chồng hai liền. Chơi liền. Vòng hai liền đồng ý không Tuyền? Chơi không? Chơi liền. Dạ. Số tiền thưởng của em đang là 2 triệu. Và em hãy vào vòng hai để lấy số tiền thưởng là 10 triệu. Thời gian 60 giây bắt đầu. Răng ta nghe Mỹ. Cái chi? À. Mi mời cắt tóc á. À rồi, ta biết rồi. Cái gì? Ngày sáng mặt ngặn. Mi có biết là cái mặt của Mi á y chang như mặt anh Trận Thành á. Mặt Trận Thành nó dài về kia mà nói ngặn. Đi cục à. Vui quá. Chị Hương ơi, dễ hơn. Chị không nổi, phải xuống đây bắt tay. Dễ hơn. Chị tin em luôn rồi dễ. Em, bây giờ bình tĩnh, chị sẽ nói với em biết là tất cả từ hôm bữa tới giờ chị muốn là tụi em lên đây, tụi em phải là tụi em. Tụi em không có nên biểu diễn. Và tụi em nên nhớ là tụi em rất thật như vậy thì rất là dễ lấy tiếng cười của ban giám khảo, hiểu không? Rất là thật. Và bây giờ số tiền thưởng của em là 10 triệu, nên em bước tiếp là số tiền thưởng là 20 triệu. Nhưng mà số tiền thưởng của em 10 triệu, em phải suy nghĩ. Tiết mục, hai tiết mục vừa rồi là anh Trấn Thành đã bị làm nhục, ảnh mới cười. Và tiết mục thứ ba này phải hoàn toàn khác mà phải đặc sắc. Nếu em có sự chuẩn bị, chị nghĩ em nên bước vào vòng 3 để em lấy số tiền là 20 triệu. Bây giờ em nên suy nghĩ. Em nói thiệt với anh Trấn Thành với lại chị Việt Hương luôn là thật ra em chuẩn bị có 2 tiết mục thôi. Tiết mục đầu tiên. Mà hồi nãy tiết mục đầu tiên chưa diễn xong mà bây giờ em có nhắm tự tin thì lấy cái đó làm vòng 3. Tự tin không? Tình không em? Em đã diễn cái gì đâu? Em mới diễn gì đâu, em mới kêu tên Thành thôi. Em chơi ơi, em mình. Ơi. Chơi hết mình. Dạ em ơi, phải cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Bởi vì cái việc mà em kêu anh Thành một cái đầu tiên thì anh Thành anh rất ấn tượng và anh phì cười ngay. Bây giờ cũng cái đó mà nếu em kêu lại như vậy luôn á thì chưa chắc gì anh Thành anh đã cười. Không, nhưng mà em chưa xử lý cái bụng của em nữa. Thì đó. Em nên vô vòng 3, chị nghĩ là nên vô. Thành em thấy sao Thành? Nên vô. Bây giờ chị với em là xong đôi đó. À em yên tâm đi, tại vì còn một cái cơ hội để có một cái người kế bên. Và cái người kế bên kia nữa, hai người đối diện em muốn chọn người nào là mục tiêu cũng được hết. Ha. Em hiểu nói không? Chung là bây giờ nếu như mà vô vòng 3 thì chắc là em bắn đại kịch bản luôn. Đúng rồi, em biết sao hồi nãy á, nhưng mà em phải cẩn thận, anh nói nghiêm túc. Tại bây giờ mình có 10 triệu rồi,
Hồi nãy em kêu anh, tại vì sao anh thì cười? Tại vì trước đó em có cái màu, có cái màu đầu là em bắt anh lên, em đuổi anh xuống, em hành hạ anh thì anh bắt em bật cười liền. Bây giờ thì không phải vậy, thì bây giờ mình phải chắc chắn. Dạ, em hãy nhớ, đây là kinh nghiệm. Nếu nhìn lên ban giám khảo không cười, đừng bao giờ rung hết. Tại vì tụi chị đã sắp bắt cười mà tụi chị ráng không cười, ví dụ là như vậy. Nhưng mà khán giả sẽ cười cho em. Và em là người quyết định, em phải mở lời nói là em có tiếp tục bước vào vòng 3 hay không. Liệu điều gì sẽ xảy ra sau những chia sẻ của Trấn Thành và Việt Hương? Các bạn hãy chờ xem sau ít phút nữa. Và em là người quyết định, em phải mở lời nói là em có tiếp tục bước vào vòng 3 hay không. Dạ, em xin tiếp tục bước vào vòng 3. Tùy, sẽ tiếp tục. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với phần dự thi các bạn. 60 giây bắt đầu. Trời đất ơi, cô kia, cô nghĩ sao mà cô giật chồng tôi vậy hả? Cô có gì? Trời ơi, chắc là mặt cô dày 8 phân. Cô kè xuống đường không nát. Bây giờ cô mới dám giật chồng tôi. Cô biết tôi là ai không? Biệt danh tôi là gì? Tôi xin kính cẩn nghiêng mình giới thiệu cho cô biết. Tôi Tiền Chó Điên. Cái gì vậy? Tiền Chó Điên. Cười rồi, cười rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Trấn Thành ơi, Tiền Chó Điên. Tiền Chó Điên. Mà hãnh diện dễ sợ. Tôi Tiền Chó Điên. Số tiền thưởng của em bây giờ là 20 triệu đồng. Và em bước vào vòng 4, số tiền sẽ nhân lên gấp đôi, có là 40 triệu đồng lận. Nhưng kịch bản của em phải để sẵn trong đầu là em phải làm gì để thay đổi cái tốc độ đó. Và em đang cực kỳ duyên dáng trong chương trình ngày hôm nay. Thêm một cái quan trọng của một người diễn viên là cái nhìn đầu tiên của em rất bắt mắt, tại vì em rất là xinh gái. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn anh chị. Chỉ mong là em suy nghĩ thật kỹ, số tiền thưởng 20 triệu cũng không ít. Mình lấy nhau ra làm trò đùa thì đồng ý là nó có đáng yêu, nhưng mà càng ngày thì mức độ nó phải càng thông minh hơn đấy, nên mà càng ngày mức độ nó càng khó hơn một tí. Thì tình nữa là anh nghĩ là em cũng nên suy nghĩ thật kỹ, thả lỏng bản thân. Nói chung là em vì em cũng chưa có sẵn kịch bản nữa, nên là chắc là em sẽ dừng cuộc chơi tại đây ạ. Nhưng sao cũng rất vui được gặp hai anh chị ạ. Nói thật là em rất vui. Em thần tượng anh Trấn Thành rất là lâu rồi, nhưng mà em chưa có cơ hội gặp, mà hôm nay được gặp anh Trấn Thành và được ôm anh Trấn Thành, nó cảm giác là nó sướng. Nè, là ký nhé. Nè, người ta sướng ta. Là ký 20 triệu cho người ta đi cho vừa lòng. Tôi tưởng dành nữa chứ. Tôi nghĩ là cái sự mà dừng lại của bạn nó cũng có cái lý do, đúng không? Bởi vì mình không chuẩn bị kỹ thì mình không nên phiêu lưu mạo hiểm làm gì cả. Số tiền 20 triệu này không phải là một số tiền nhỏ. Bạn có thể sử dụng số tiền này để làm được rất nhiều những điều có ích khác. Và một lần nữa xin chúc mừng cho Tuyền. Tuyền đã có thể không chỉ chinh phục giám khảo của chúng tôi, mà còn chinh phục tất cả những vị khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Và số tiền thưởng của bạn 20 triệu đồng hoàn toàn xứng đáng. Mời Trấn Thành hãy trao số tiền thưởng này cho bạn Tuyền. Chào anh Thành, em chào anh Giang, em chào tất cả mọi người. Em tên là Phạm Trần Cẩm Giang. Anh bình tĩnh để em từ từ. Em tên là Giang. Em quê ở Sóc Trăng. Sao hai anh nhìn em hoài dạ, có gì nó không? Tại vì em chưa chào anh. Dạ em chào anh Giang. Chào em Giang hả? Dạ. Hồi nãy trong chào rồi mà vậy đó. Gì đó? Ở trong chuyện của em. Dạ. Ra tới ngoài này em phải tôn trọng người ta. Dạ. Tại người ta ngồi trên chóp. Em xin lỗi anh Lực. Em chào anh Lực lần nữa. Ok. Không. Anh Lực anh dễ vợ lắm. Thường mà không chào anh buồn lâu lắm. Có buồn hay anh Lực nói không. Anh Thành biết đi. Đâu không em đâu. Không, tôi vợ hay lành là quyền của tôi. Mắc cười quá, hợp tác đi. Rồi, tôi hợp tác vợ. Với em chứ sao hợp tác với anh? Không. Em có tiền chứ anh đâu có tiền. Ủa anh hỏi Lực. Gì ra mà cãi tôi vậy, đúng không? Dạ đúng. Mà đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ mà ra anh đang hỏi chiến lược đúng không? Đúng anh Lược, trả lời lẽ. Đúng không Lược, đúng không? Đúng. Lược đang vỡ đúng không? Tôi đang vỡ luôn bạn. Mà đúng không? Phải hợp tác đúng không? Đúng rồi bạn. Ok. Anh hợp tác với ai anh Lược? Trời, nó muốn có tiền không? Nãy em nói rồi đó.
Trời ơi, em ơi, em tên Giang chứ đâu phải tên Trang đâu em. Mà sao nói chuyện gì vậy? Em tên Giang, em biết tên Giang rồi. Nhìn mặt em nhưng mà không có Giang như Giang kia. Thì vậy là bây giờ em thi không? Rồi. Em có rung không? Rung, rung muốn chết luôn. Rồi, em quẹo phải lấy tâm lý nè. Rồi rồi, chuẩn bị đi. Rồi, 60 giây của Giang bắt đầu. Hello mấy cưng, chị là chị Ba. Chị Ba xin chào mấy đứa. Hôm nay tới nay à, chị Ba cảm nhận thấy rằng là hả? Chị Ba rất vui và hạnh phúc. A Xin, hôm nay thế nào cưng? Trả lời giùm chị đi, hồi nãy chị quên dặn. Hôm nay thế nào cưng? Trời ơi, chị quên dặn chị ơi. Bạn đã chiến thắng và giỏi. Thắng cuộc trận rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Không thiệt, hồi nãy em sẽ nói là hai anh nhớ tương tác với em nha. Mà tại tự nhiên ông Giang kêu đi liền, chị quên mất tiêu luôn. Kỳ quá. Ăn hên nha. Hên thiệt. Được không? Nữa. Thì chưa, từ từ để nhớ lại cái. Có triệu chứng lắm rồi đó. Cái bữa giờ có dám uống thuốc đâu. Ổng kêu là đừng uống thuốc tới bữa thi về không. Vậy riêng thuốc của em là uống suốt đời nghe chưa. Nha. Không có ngưng bữa nào nghe chưa. Để từ từ nhớ lại câu chuyện thứ nhất thôi. Có nên là diễn tiếp nữa không? Trong lúc chờ đợi, quẹo bên phải suy nghĩ nè em. Thôi chơi đại đi, chơi đại đi. Chơi lại là không tính vòng 2 triệu rồi nè. Có dặn không? Dạ. Có dặn không? Có, hỏi gì thì trả lời giùm đi em Út. Rồi. Như quê nó lên. Rồi. Ừ, cảm ơn. Diễn tiếp luôn nha. 60 giây bắt đầu. A Xin, thế nào cưng? Hôm nay em vui không? Vui. Kệ em. Cái Giang của chị. Chị Ba thương cưng lắm. Nhưng mà chị Ba tính hỏi á là không có hỏi mà cái vụ mà kệ cưng đâu. Tại biết sao không, chị Ba tính hỏi á là bây giờ ăn cái gì á mà lùn dữ gì. Thôi có giúp chị Ba ăn không? Ăn cơm. Thiệt hả? Không phải tại cơm đâu. Thành cưng có ăn cơm không? Em ăn khoai lang. Ừ, hai đứa. Rồi cưng có ăn khoai lang không? Ăn kiêng. Kệ cưng, lùn bẩm sinh. Nói chơi chứ chị Ba thương cưng, chị Ba hôn cưng. Người đi. Happy, see you ok, còn tập nữa. À, chị Ba đừng qua đây nha. Thôi mà, chị Ba thương cưng, chị Ba hôn cưng. Qua đi chị Ba. Bắt đi coi. Anh Giang, còn tập nữa. Hết giờ rồi, đã mất cả 2 triệu. Ai? Ai? Ai thả ra? Ai? Tại mấy người không nói cộng lắm hết trơn không chưa rồi. Đã nói rồi, nghe không? Trói em nó kỹ lại. Chạy thoát cái là nó ra đây nó làm quá trời. Quê đâu? Dạ quê Sóc Trăng mà đang làm Cần Thơ. Quẹo đường này về 2 tỉnh đó luôn. Ủa sao giới thiệu hai người mà ra có một người vậy? Dạ bạn đó chỉnh nhạc cho em. Rồi Vân Anh có muốn thi liền không hay là mình giao lưu chút cho đỡ rung? Thi liền luôn đi. Thi liền ơi. Rồi và chúng ta cùng đến với phần dự thi của bạn Vân Anh cùng với cái sự hỗ trợ của bạn Minh Vân trong cái phần chỉnh nhạc. 60 giây dành cho bạn bắt đầu. Ôi chào các bác, em xin tự giới thiệu, em là Trần Thị Long Lanh Long Lanh Ngọc Anh Thương Mai sáng sớm. Nhìn em vậy thôi chứ mà em trẻ lắm. Ta nói tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là hả mình cái suy nghĩ của mình thôi. Ở đây hả sống yêu âm nhạc, lúc nào cũng mở nhạc hết trơn, nghe là trẻ liền hà. Nghe nhạc như hồi xuân vậy á. Cho nhạc đi. Nhạc đâu rồi? Đó, nghe nhạc hả, mới nhắc là có nhạc liền hà. Bài
rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Thắng rồi, chị Vy Cương đã cười. Chúc mừng bạn Vân Anh. Vân Anh có biết tại sao chị cười không? Chị cười đây là chị cười cái sự dễ thương và cái sự tự tin nhoai hơn chị, cho nên đúng, đúng, đúng. Chị phải cười với chị Hương biết không, khi mà thấy bạn Vân Anh mà diễn tới cái đoạn mà nhảy á, trong đầu đã nghĩ hình dung ra hình ảnh của chị liền. Bởi vì chị nhoi cũng giống kiểu như vậy đó, cũng những lắc hông rồi eo 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 này kia rất là nhiều, và thấy được hình ảnh của chị Việt Hương thông qua bạn Vân Anh này. Mà lần sau á, em nên tận dụng, em hiểu không, em nên tận dụng cái những cái điểm là anh nói, ví dụ như là bạn quên bỏ nhạc cho em đúng không, hồi nãy là bạn quên bỏ nhạc cho em nên tận dụng những cái điều nó xảy ra bất ngờ để em tạo ra tình huống bất ngờ, và đôi khi những cái điều đó là những cái mấu chốt quan trọng để gây ra tiếng cười. Thơm ơi, cái đó là kinh nghiệm sân khấu, ông hai mấy năm rồi, ông già ông có tuổi rồi. Điều đó nên phải chỉ cho các em, các em mới làm được, lấy được tiền mới lấy cái 2 triệu à. Một lần, hai lần, ba lần em sẽ biết cái kinh nghiệm, lúc đó em sẽ nói những gì và lúc đó ta đang rung đúng không, ta nói được, tự nhiên nói là chị ra mới chỉ. Bởi vì không có thích làm anh em nữa thì không ưa cái bà này thiệt á. Nhưng anh ơi, bây giờ em có 2 triệu rồi, nếu mà em bước tiếp, số tiền thưởng của em là 10 triệu và em phải làm sao không ra cái người này cười luôn. Cố lên đi. Và em có tự tin là em bước vào vòng 2 không, hay là em ra về với số tiền thưởng 2 triệu? Bây giờ thì bạn như thế nào? Bạn nghĩ rằng mình sẽ dừng lại hay bạn sẽ đi tiếp hả Vân Anh? Dạ em đi tiếp. Đi tiếp. Vân Anh sẽ tiếp tục chinh phục giải thưởng là 10 triệu đồng. Bạn sẽ có một ít phút để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo của mình. Bạn Vân Anh ở cái tiết mục đầu tiên thì có vẻ cũng đã tạo được ấn tượng cũng như là thiện cảm tốt với giám khảo cũng như là khán giả. Liệu rằng bạn ấy sẽ làm được điều đó ở cái phần thi thứ hai này không? Và bây giờ thì Vân Anh đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến với phần dự thi thứ hai của bạn ấy. Một tràng pháo tay thật to nào các bạn ơi. Thời gian 60 giây bắt đầu. Má ơi má. Má. Má ơi má. Má ơi má. Ngựa ngựa chi quay cho rồi té. Có gì không? Trời ơi má, má không nói má nghe nha, con được vô thách thức danh hài, được ghi hình lên tivi rồi đó má. Ủa vậy hả? Nó lộn người rồi. Không có má, con nhớ đúng số má danh con luôn má. Mày coi lại mày đi. Trời ơi xong có lúc người có con khúc hà, ai tiễn mày. Má nói sao chứ Việt Hương có con khúc mà người ta nói rừng rừng đó má. Thắng rồi, thắng rồi. Khó đi mà cười nữa hả? Đây là tiết mục đáng yêu nhất từ đầu chương trình đấy à. Đáng yêu nhất là bởi vì cái tiết mục này giám khảo Việt Hương bị mang ra làm ngục. Bây giờ tôi ngồi đây tôi cầu mong Dương Anh nó bước vô vòng 3 để làm nhục Trấn Thành. Và bây giờ số tiền thưởng sau khi đi làm nhục được mang giám khảo Việt Hương đã là 10 triệu đồng. Bây giờ Dương Anh sẽ về đưa cho má của em 10 triệu hay là em tiếp tục ở đây làm nhục chị? Dạ đương nhiên là em lấy tiền rồi. À, cái gì? Đúng em hả? Lấy tiền. Dạ tại vì chọc được hai vị giám khảo đây cười là em thấy rất là vui rồi. Đây là lần đầu tiên em tham gia ở trên chương trình, một cái chương trình mà game show hay là truyền hình trên TV. Em mong là được lên TV cho ba mẹ thấy em ở khía cạnh khác nha. Cho hỏi chút xíu là bình thường các bạn có tham gia diễn kịch ở trong trường, trong lớp hay ở đâu không? Dạ không. Vậy thì những cái tiết mục này nè là tự nghĩ ra, tự dàn dựng hay là có ai giúp đỡ không? Dạ em tự nghĩ ra hết á. Thành đề nghị ha. Dạ. Nếu bạn yêu thích hài kịch thì tôi nghĩ rằng bạn có thể có quyền ước mơ đến điều đó, tại vì bạn là người có tố chất. Bạn hãy theo học đàng hoàng. Dạ. Thì tôi nghĩ rằng là bạn vẫn có thể là một diễn viên hài duyên dáng. Tại vì ngoại hình bạn cũng đáng yêu nhỏ nhắn như chị Việt Hương, và bạn có cái giọng nói cũng là lạ, nhưng mà thái độ biểu cảm và cái hình thể bạn cũng khá tốt, nên tôi nghĩ rằng là nếu như có một cái cơ sở, một cái trường lớp đào tạo bạn chính quy thì tôi chắc chắn bạn sẽ là một diễn viên tốt. Cái chính là thấy bạn có một cái sự tự tin rất là lớn mà những diễn viên hài thì rất cần cái điều đó, như chị Việt Hương hồi nãy đã chia sẻ. Dương Anh năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 20 tuổi. 20 tuổi, tương lai còn sáng ngời, và chị nghĩ em là có rất là có cốt cách để làm một diễn viên hài, và chị mong là cái chi phí 10 triệu này gửi tới em kể như là một cái phần thưởng. Để em chuẩn bị bước vào một cái hành trang mới trong cuộc đời của em. Và chị chúc em may mắn. Và chị chúc em sẽ là một trong những diễn viên nhỏ con thay thế được chỗ của chị. Như vậy thì xin mời chị Việt Hương sẽ trao phần thưởng này cho bạn Vân Anh. Tao đứng thử con có xem sai không? Bỏ guốc ha, là bạn có cao hơn, có cao hơn là tính đôi guốc.
À, chị rất là thích em, mặc dù em làm nhục chị. Cái người kế bên chị là anh em song sinh với chị, cười rất là thỏa mãn. Là xếp rớt xuống ghế chị phải giữ lại giùm. Cảm ơn em đã đem lại nụ cười cho khán giả ngày hôm nay. Phần thưởng 10 triệu là rất xứng đáng với em. Cầm lấy và cảm ơn em rất nhiều. Dạ xin chào giám khảo ạ. Dạ chào MC Tiến Luật, chào toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Dạ em là Thân Thị Thúy Phương ạ. Dạ em đến từ Ninh Thuận ạ. Nhưng mà thật ra thì từ lớp 1 tới lớp 3 thì em ở Ninh Thuận. Xong 3 năm sau em lại về Bắc Giang. Rồi 3 năm sau em về Ninh Thuận lại, nhưng mà em học chỗ khác. Rồi 3 năm sau em chuyển lên thành phố trong Ninh Thuận. Rồi 3 năm sau em học ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện giờ là em đang năm cuối trường Đại học Tài nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cái chu kỳ của em là phải 3 năm. Dạ nó cứ 3 năm vậy đó. Bây giờ là đang chuẩn bị bắt đầu vô năm cuối. Thì em không biết có dịch chuyển gì nữa không. Cứ đúng 3 năm là phải có biến cố trong cuộc đời. Dạ nói chung là vậy đó, em không biết. Cho đến cái thời điểm này. Dạ. Đi thi ngày hôm nay. Dạ. Là được 3 năm chưa? Dạ. Mới 2 năm mà. 3 năm là bữa nay có biến cố. Là một là dính, hai là trật. Chứ dạ. Còn nếu 2 năm là trật chắc từ rồi. Từ 11 tới 13 là em cái thi gửi chương trình rồi ạ. Dạ em rất là yêu thích chương trình. Có nghĩa là cũng gửi 3 năm rồi. Dạ theo dõi 3 năm theo rồi. Theo dõi 3 năm. Năm ngoái có đi xem ghi hình và năm nay mới là đủ tự tin để đăng ký thi. Vì sao? Dạ em thật sự là em rất là mê luôn á. Dạ nói chung là em rất là mê được là được diễn á. Tại vì á cái này là ước mơ của em. Mà cho nói là tại sao 3 mùa trước mình không thi mà tới cái mùa này mình mới thi? Dạ tại vì á em sợ mình không có đủ năng lực. Hồi cấp 2, cấp 3 á là em đi diễn ở trong trường á là em diễn là cũng được giải. Với lại là em thi cấp tỉnh rồi cũng có giải. Nhưng mà các thầy cô thì cũng biểu em là thi vô sân khấu hay là thi cái gì thì em giả giọng để em thi cái gì. Họ vô phát thanh hay cái gì đó. Xong cái em mới nói là em về em nghĩ mình cũng có. Nhưng mà đôi khi có thể cái lời nói đó chỉ là họ khen lố lên rồi để làm cho mình. Chứ em chưa đủ sẵn sàng. Em về có nói ba mẹ nhưng mà ba mẹ không cho theo. Kêu là nghề bấp bênh lắm. Tại vì nội em cũng là mê chèo. Nội em ở miền Bắc. Tại vì mẹ em là người Ninh Thuận nhưng bố em là người Bắc Giang. Dạ. Thì là lúc nhỏ em sống 3 năm ở ngoài Bắc. Thì là nội em mới dẫn em đi đình rồi thêm gia văn nghệ rồi chèo tuồng rồi đó. Thì là em cũng có mê. Xong rồi vô trong này em đi diễn cấp 2, cấp 3 rồi em rất là mê. Nhưng mà em nghĩ là em mình chưa có đủ khả năng thật sự nên không dám thi. Bây giờ em nghĩ là năm nay là em theo dõi đã 3 mùa rồi. Lần này thì đúng là con số 3 rồi. Bây giờ mình 3 năm sau chắc sẽ chắn sẽ thay đổi một lần nữa. Nên là em quyết định thi lần thứ 4 mùa này. Em đang nói dối. Mùa này em đến đây là vì nhan sắc quanh Tiến Luật đúng không? Dạ. Biết là như vậy em đang nói dối. Em mê anh Luật mà em đến đây đúng không? Dạ em mê anh Luật nhưng mà em mến anh Thành như vậy. Em yêu anh Giang ạ. Tan chảy. Nói chung là nãy giờ anh biết cái xe lý lịch của em trước khi lấy chồng rồi đó. Dạ. Biết hết từ hồi lúc. Dạ. Trước khi thi thì cho em xin được nói đôi điều ạ. Dạ. Nãy giờ chưa nói. Dạ. Em đi học là mấy bạn kêu em là nói nhiều lắm, nó dài nó dữ. Dạ. Kính thưa giám khảo đẹp trai, kính thưa ai đó trên cao, kính thưa làm sao bây giờ, kính thưa giám khảo đang chờ. Em đây thì cũng khùng khờ, xin đem góp chút bất ngờ lên đây. Nếu mà có diễn không hay, cũng mong chàng pháo vỗ tay bắt đầu. Dễ thương. Mới vô là thấy thanh xuân rồi đó nha. Cố gắng lên nha, anh đang chuẩn bị cười đây nhá. Cố lên. Dạ. Rồi em ha, 60 giây bắt đầu. Xin chào các bạn, tôi là biên tập viên Thúy Phương. Và chúng ta lại gặp nhau trong bản tin vui nhộn, đúng sai lộn xộn. Trước hết, ta cùng điểm qua bài tin ngắn. Là một nghệ sĩ, hơn ai hết nghệ sĩ Trấn Thành luôn ý thức về ngoại hình của mình. Qua nhiều nỗ lực cố gắng, cuối cùng anh cũng giảm được 3kg. Điều này khiến anh rất vui mừng. Ai ăn mừng lớn quá trớn, lê la từ quận 5 qua quận 6. Kết quả anh tăng 3kg. Sáng nay báo chí đầm đầm đưa tin nghệ sĩ Trường Giang mất tích trong khi đang chụp hình cùng khán giả hâm mộ trong show diễn Việt Nam Fashion Week. Một lát sau, báo chí đã tìm thấy và xin lỗi anh ngay sau khi anh đứng lên trên một chiếc ghế. Sau nhiều thành công vang dội từ quán Thích Bò và Thích Lẩu, thì nghệ sĩ Tiến Luật đã khai trương thêm hai quán, đó là quán Thích Khách và Thích Mọc Tóc. Quán đã chiến thắng vang dội, thắng cuộc trận rồi đây, bản thân là tài giỏi.
cái ghẹo anh với ghẹo anh Giang chưa vui nha. Cái ghẹo ông Luật là vui, cái ghẹo này chưa vui à. Cái của anh Giang là gì, giải thích anh hỏi, anh không hiểu. Dạ, ghé là sao? Dạ em nói là anh Giang là sáng nay báo chí đưa tin là anh Giang mất tích trong khi đang chụp hình cùng người hâm mộ trong show Việt Nam Fashion Week, là chụp hình cùng người mẫu thì không thấy anh Giang. Một lát sau báo chí đã tìm thấy và xin lỗi anh khi đứng lên trên một chiếc ghế. Là sao anh không hiểu? Tức là người mẫu cao quá che hết rồi. Dạ đúng rồi, người mẫu cao quá che hết. Chỗ là em nói là chụp hình với người hâm mộ nên tụi anh không nhận ra. Dạ em rung quá. Ý, đừng rung, đang vui, dễ thương. Đang vui lắm em. Dạ, dạ. Cái đang cái thích bò, thích lậu, đẩy ông Luật cái ra thích mọc tóc thấy hơi hợp lý. Thấy không? Tại vì anh Luật là thì... thôi. Dạ. À, đúng không? À, đúng không? Thì, đúng không? Ừ đó. À, đúng không? Thì đó, đúng rồi, thôi đừng nói nữa. Đúng không? Ừ, ừ ok. Dạ. Đó. Dạ, dạ, em xin thi tiếp vòng 2 ạ. Rồi. Dạ, em biết đây bị đam mê, em xin tiếp vòng 2, đợi em lấy đầu cụ ạ. À, tụi anh rảnh mà chờ em được. Dạ rồi, ok, anh Lộc. 60 giây bắt đầu. Alo, tháng đau sắp thi tứ chi luôn rồi, xin nghe. Quầy, mẹ thằng kia mà vâng, con gần thi rồi. Sao hả? Mẹ sợ gửi tản con nhà ta. Nhà đã có muối. Sao hả? Sáng nay con ăn sáng với muối rồi mẹ ơi. Sao? Mẹ sợ con không sáng sân khấu á. Ở đây ngoài anh Tiến Luật sáng chói ra thì con là người sáng nhất đó mẹ. Sáng đã có đèn pin. Alo, sao hả? Mẹ sợ con chỉ tiết tấu á. Ôi trời ơi, con bay mà đâu có đi đâu mà mẹ. Ở đây có hai cái sân bay lần mẹ. Một cái đầu sân bay nhỏ có cỏ của anh Tiến Luật, và một cái đầu sân bay cạo chọc cỏ rồi của giám đốc sản xuất. Sao hả? Sao mẹ sợ con quên bài á? Ôi trời, con cứ mang một đống tài liệu đây rồi, con không biết chọn cái nào luôn á mẹ. Ôi cái này dài quá, cái này thì ngắn quá. Cái bây giờ làm sao đây? Sao hả? Mẹ sợ con run, mẹ sợ con quên. Ôi trời, bây giờ con sợ mẹ rồi đó, để con về nhà với mẹ luôn cho mẹ khỏi sợ nhá. Hết giờ luôn rồi mẹ, thôi để con về với mẹ luôn. Hết thời gian. Rồi, em nghĩ là em đang tạo ra một câu chuyện là nó vui chỗ nào. Em nói đi để anh biết là em đang có cái khái niệm như thế nào về cái hài hước đó mà. Dạ thì em tính là làm liên tiếp luôn, kiểu như là mẹ cứ mẹ sợ cái gì là đưa ra một cái đó đưa liên tục, ví dụ để làm liên tục, ví dụ như sợ nhạc thì đã có muối, sợ không sáng là có đèn pin, sợ quên bài là có tài liệu, em làm liên tiếp như vậy. Và rồi sợ chậm tiết tấu thì em làm liên tiếp, thì em nghĩ như vậy là cứ liên tiếp đưa đạo cụ ra như vậy sẽ vui. Em biết tại sao nó không vui không? Bây giờ mày hỏi em nè, bây giờ em nhắm mắt lại, em nghĩ nhanh nè, tại sao nó không vui? Dạ. Tại vì nó không thực tế. Dạ. Em hiểu anh nói không? Cái điều em làm nó không thực tế. Tại vì nó không có hợp lý luôn. Nó tất cả đều là do mình cố gắng mình ép nó vô vậy thôi, chứ nó không có thực tế. Thành thử ra người ta không cảm được. Và nếu mà em làm được như vậy nữa đó, nó phải là giống như là kiểu mà nhạc kịch á. Em nói tới đâu là có người đưa đồ đẩy vô mặt em liền, nói tới đâu đẩy đồ vô liền, nói tới đâu đẩy đồ vô liền. Nó phải là một tiết mục được dàn dựng hẳn hoi và kỹ thuật nói phải cực tốt. Nhưng còn cái này đâu có gì đâu cười. Thế ra là bé sai rồi, hơi uổng. Nha cưng nha, hồi nãy cái mồng màng một dễ thương hơn nhiều. Dạ, dạ cho em hỏi là em không có thèm như vậy thì anh nghĩ là em bỏ như vậy thì nó là một điều đúng hay là nó có ấy gì không? Đến đây thì em muốn nói cho mẹ biết là con không theo, nhưng bây giờ con đã theo rồi thì cái niềm đam mê này là nó là đúng hay là sai? Niềm đam mê thì đâu có khái niệm là đúng hay sai. Dạ, quan trọng là mình thực hiện cái niềm đam mê đó như thế nào mới là đúng hay sai, hiểu không? Bây giờ anh Thành hỏi em nè, là em mê cái này đến mức độ nào? Dạ. Em mê cái diễn hài này tới mức độ nào? Thật sự là nếu không được diễn hài thì em sẽ như thế nào? Thật là em chính xác là em mê diễn hơn. Dạ. Rồi mê diễn, nói chung là diễn. Dạ. Đi rồi. Những cái tình huống đời thường thì em vẫn muốn được diễn, thì em vẫn cố những cái hàng ngày, ví dụ như em vẫn đưa tiếng cười cho mọi người, em đi học thì các bạn cũng khen rất là có duyên, rồi cũng vui vẻ hài hước, xong rồi là có những cái gì mà liên quan tới diễn thì em đều muốn tham gia. Và những cái hàng ngày, ví dụ em về với mẹ thì em khoe với mẹ là em diễn như vậy đó, thì hỏi mẹ có được không. Thật ra nói cho bé nghe thế này,
cho đến thời điểm hiện tại thì cái dấu hiệu của em về năng khiếu trong bộ môn này thì anh thấy chưa có nhiều. Nhưng mà anh thấy là em có nhiều hơn các bạn khác, đó là cái niềm đam mê. Thì anh nghĩ là như này nè, thử thêm một thời gian nữa đi, cảm thấy nhiều người ủng hộ mình hơn nữa rồi hẳn theo nó. Tại vì công việc này cũng như bố mẹ em nói đúng là nó rất là bấp bênh ha. Và đam mê là phải quyết thắng, chứ không có làm mà cái này là nó nhẹ nhẹ, nhẹ hiu à. Là phải nghiêm túc học hành, theo dõi người ta để làm cho tốt nhất nha em nha. Đam mê không bao giờ là sai cả. Như anh Giang nói đúng là mình phải làm sao để thực hiện cái đam mê đó, nó mới là cái đúng hay sai. Mình làm đúng là mình nó sẽ đúng, mình làm sai thì nó sẽ sai thôi em nha. Rồi, về nhà thoải mái nha. Cảm ơn em. Dạ, cho em xin được ôm hai giám khảo một cái được không ạ? Như là em muốn nói với mẹ là mẹ ơi, con rất là yêu mẹ, dù mẹ có ủng hộ hay không thì con vẫn mãi yêu mẹ. Khóc rồi, khóc rồi. Phải yêu thôi. Mẹ mà. Mẹ. Mẹ là dòng story đều hiểu. Mẹ. Mẹ là chú ý buồn khóc. Gì mà yếu dữ vậy, không biết. Em cảm ơn anh. Dọn dẹp đi cứ. Phụ em đó. Thì thấy không biết thuốc phụ người ta. Cao quá, đi lên đi xuống mà. Cao cái gì, ngồi cũng nhận tiền như bao nhiêu người, không có phụ cái gì hết. Thôi mà. Mà đúng không? Đúng. Ừ. Bây giờ nói cái gì cũng đúng hết. Em chào anh Luật, em về chứ. Dạ em chào anh Luật ạ. Dạ chào toàn thể khán giả, cảm ơn đã ủng hộ cho em ạ. Cảm ơn em. Dạ em chào thầy anh ạ. Em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Lý Minh, nhà em ở đường Nguyễn Bình, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải ở Ninh Bình. Mọi người nói em rất là xinh nhưng mà em thấy em cũng ưa nhìn. Em thích uống xì tinh, ăn bánh phục linh. Lẽ ra cái phần tự giới thiệu này mà bạn đưa vào cái phần thi của bạn thì chắc chắn cũng thành công ở vòng đầu rồi ha. Dạ. Lý Minh, lúc đầu nghe cái tên này Việt Hương nghĩ là nam, nhưng mà bạn là một bạn nữ xinh xắn. Dạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em năm 26 tuổi. 26 tuổi. Và ngành nghề của bạn đang làm là? Dạ em đang là giáo viên ạ. Bạn là giáo viên? Dạ. Mà là giáo viên dạy? Dạ giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non sẽ biết ca, biết hát, biết làm trò cho các cháu dễ thương. Và vô tình chương trình ngày hôm nay thì Việt Hương với Trấn Thành lại làm hai bé mới có 6 tuổi vừa với lứa tuổi của cô giáo Lý Minh, và mong là cô làm cho hai con thật là vui nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem cô giáo Lý Minh của chúng ta có làm cho hai bé Trấn Thành và Việt Hương thật là vui trong ngày hôm nay hay không. 60 giây dành cho cô giáo Lý Minh bắt đầu. Đã vượt qua thử thách đầu tiên với giải thưởng là 2 triệu đồng. Tại vì bạn Minh cho mình một cái hình ảnh là bạn là giáo viên,
còn nói là mầm non nữa, tại vì mình rất thích cái ngành nghề này và cái gì nó ưu ái á, mình có sẵn trong đầu rồi. À, và khi mà bạn hát lên mình thấy một cái hình ảnh khác hẳn với một người cô giáo dạ. Làm lố mà kể như ngang ngửa tôi rồi. Vậy thứ nhất, gì thứ hai nữa là bạn diễn hình thể tốt, và ngay cái khúc đầu của bạn mà lúc mà bạn dơ mặt lên là Hương đã cười rồi, nhưng mà Hương gắng gồng đến giờ phút này. Vòng 2 nếu bạn chiến thắng bạn sẽ có 10 triệu đồng, nhưng nếu bạn thất bại bạn sẽ mất luôn 2 triệu đồng này. Lý Minh, bạn hãy cho tôi biết ý kiến của bạn như thế nào, quyết định của bạn ra sao? Dạ thì chắc em sẽ thi tiếp lần thứ hai ạ. Và chúng ta xem tiết mục thứ hai mà cô giáo Lý Minh mang đến có thuyết phục được hai bé học trò Việt Hương và Trân Thành hay không. 60 giây bắt đầu. Thời gian đã kết thúc và chúng tôi thấy rằng hai vị giám khảo không cười với tiết mục này. Khi mà bạn làm ra một cái gì đó mà nó quá dài dòng và bạn làm cho khán giả họ chờ đợi trong sự mỏi mệt á, họ sẽ nguội dần cảm xúc và họ không sẵn sàng nữa. Bạn múa mà những cái động tác bạn không có vui, bạn kéo dài nên cuối cùng chúng tôi chẳng thấy gì mới lạ. Mình rất thích bạn ở cái tiểu phẩm này nhưng chưa đủ đem lại tiếng cười, và hy vọng bạn đã chọn đúng nghề và bạn hãy tiếp tục nghề mầm non mà mình thích. Cảm ơn bạn Minh đã có mặt ngày hôm nay. Và như vậy là chúng ta sẽ chia tay với cô giáo Lý Minh tại đây. Cảm ơn những cái giây phút thú vị mà cô giáo Lý Minh đã mang đến với chương trình. Xin chào tạm biệt.